Vào sáng nay, Công an tỉnh Bình Định đã tạm giữ hình sự đối với trưởng phòng thanh tra cục thuế tỉnh Bình Định. Ông này bị bắt quả tang khi đang nhận tiền của doanh nghiệp. Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định đã bắt quả tang ông Hồ Minh Khiêm, trưởng phòng thanh tra cục thuế Bình Định, đang nhận tiền của một doanh nghiệp tại quán cà phê trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Ngay lập tức, ông Khiêm được đưa về trụ sở Công an tỉnh Bình Định để thẩm tra. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong phòng thanh tra thuế cục thuế tỉnh Bình Định và tạm giữ ông Khiêm.